mấy cái clip Kiệt ngồi dưới gốc cây đó, 7 dòng hào quang của Kiệt, 3 vòng vòng đó, quý vị, đó là không chứng minh là gì nữa. Cái trán Kiệt có thiên ấn, cái bàn tay Kiệt có chữ thập, con thợ mộc là đây. Thì người nào hiểu về tâm linh, hiểu gì Kiệt nói là, thì người ta sẽ biết. Còn bên công giáo không hiểu thì cũng phải làm ơn tin chút, là gì, Chúa thời nay không có chọn mấy người mà học giỏi mà từ bên tòa thánh Vatican hay là cha Hồng Y này, những người thông suốt về đạo công giáo mà để đi truyền tin. Mà tại sao chọn Kiệt là người hiểu về Phật nhiều mà lại đi truyền tin? Là vì Chúa sau này muốn tất cả con chiên của Chúa phải dùng hết cái kinh điển Phật để có lòng từ bi và biết có linh hồn tái sanh. Bên công giáo không có biết mình tái sanh, không tin mình có cái thần hồn để mà chuyển thế, và đồng thời họ không có tin cái nghiệp. Cái nghiệp mình làm, cái nghiệp nó sẽ dính đời đời, chứ không có Chúa nào mà tha mình chẳng nhà, không phải đi ngoại tình cái che cái màn cái xin lỗi Chúa một cái, có ông cha ông ngồi ông cười nhẽm nhẽm nha, xin gom ông tha, ồ con đừng ngoại tình nữa nghe con, 3 ngày sau bà có ngoại tình tiếp đó. Cái đó là hình thức, Chúa không có nói như vậy. Hôm nay Chúa cho một người hiểu về Phật một chút lên đây làm truyền tin của Chúa, nó đầu đời Kiệt có nói vậy đó, để sau này đạo công giáo cũng học Phật luôn. Học là đạo Phật là công thức,